các bạn, Hạnh đã quay trở lại với những món đồ gia dụng siêu đỉnh rồi đây. Để mà nói về cái khoản nấu nướng rồi bếp núc á, thì Hà tự nhận là mình siêu giỏi luôn á. Tại vì Hà chỉ biết những cái món cơ bản như là cắm rồi cơm điện nè, xong rồi chiên trứng nè, xong rồi nấu mì gói nè. Đó, nhưng mà từ khi Hà phát hiện ra chiếc nồi cơm điện tử Comfy này á, thì số lượng món ăn Hà nấu được đã tăng lên đáng kể luôn. Tại vì ngoài việc nó nấu cơm được nha, nó có thể là nấu cháo được nè, xong rồi nấu canh nè, thậm chí là hấp được luôn. Và Hà thấy nó cực kỳ xịn luôn. Bây giờ Hà đang rất là nôn nóng để có thể nấu thêm một món ăn nữa để các bạn cùng xem nhé. Ban đầu khi mà mua nồi cơm á, thì Hà có ý định là mua một em nồi cơm bình thường thôi để tiết kiệm chi phí, rẻ rẻ thôi nha. Nhưng mà tẩm ngẫm thế nào lại mua luôn em này. Tại vì ngoài khoảng nó đa chức năng ra nha, thì nó còn ghi điểm nhờ thiết kế tối giản nữa. Không có quá nhiều chi tiết trên nồi cơm điện tử Comfy. Đập với mắt Hà chính là một khối nhựa màu nâu. Màu này Hà cực kỳ ưng bởi vì gợi cảm giác chắc chắn và sạch sẽ mọi người. Khi mà Hà sử dụng thì càng ưng hơn nữa, tại vì lớp nhựa bên ngoài chính là nhựa cách nhiệt nha. Nó sẽ không có tỏa nhiệt ra xung quanh và thậm chí Hà có thể chạm tay vào mà không sợ nóng nữa. Cái này coi bộ là một cái ưu điểm lớn nha. Tại vì nếu sử dụng lâu dài thì nó sẽ không có gây hại cho những cái đồ vật xung quanh bởi tác động của nhiệt độ cao đâu nha. Còn đây chính là tay cầm chắc chắn của em nó nè. Với một số nồi cơm điện tử khác thì bạn điều khiển sẽ hơi phức tạp á, còn em này thì dễ hơn nhiều. Bạn điều khiển hoàn toàn bằng tiếng Việt, ghi chú cụ thể từng tính năng nấu luôn nên rất là tiện lợi. Đặc biệt là khi chúng ta mua nồi cơm điện tử Comfy tặng luôn cho ông bà hơi lớn tuổi á, thì không sợ ông bà không đọc được đâu nha. Quan sát nãy giờ thì các bạn có để ý không ha? Hình như là em nồi cơm điện tử này không có cái bộ phận để chứa nước lúc thoát ra khi nấu đúng không? Dễ gì có hết á. Chỉ là em này thiết kế tinh tế quá cho nên nó nằm ẩn ở phía bên trong cái giao diện bên ngoài rồi. Đây, ở đây nè, để Hà mở cho các bạn coi nha. Van hơi nằm ẩn trong nắp nồi để giữ được thiết kế nguyên khối của nồi. Van này cũng làm bằng nhựa cách nhiệt, tuy nhiên có lỗ thoát hơi nước nên mọi người nhớ cẩn thận, tuyệt đối không được tiếp xúc với van khi đang nấu. Lúc nấu xong nhớ là để ẻm nguội một xíu hãy mang đi rửa nha. Bên trong nắp đậy còn có tấm nắp làm bằng nhôm có thể tháo ra vệ sinh, cho nên xài lâu lâu thì nhớ gỡ phần trắng này ra, rửa sạch rồi lau khô nha. Dĩ nhiên là phần nắp liền này không rửa bằng nước nè. Mà thường thường Hà để ý nha, khi mà mua nồi cơm điện thì các chị em phụ nữ rất là để ý quan tâm đến lòng nồi luôn. Cho nên Hà chắc chắn là với lòng nồi của em nồi cơm điện Comfy này thì sẽ được các chị em ưu ái lắm. Tại vì lòng nồi rất là chắc chắn luôn, nó được làm bằng hợp kim nhôm, lại còn được tráng thêm một lớp chống dính dày 1,8mm nữa. Để dễ dàng hơn cho việc canh chỉnh nước cho các món ăn thì lòng nồi còn có vạch chia nước rất cụ thể. Đầu tiên là vạch đo nước nấu cơm, cái vạch chia nhỏ này đây, kế bên là vạch nước dành để canh nấu cháo. Nãy giờ thì Hà cũng tâm sự sương sương với các bạn về những bộ phận chính của nồi rồi. Giờ thì Hà sẽ bắt tay vào nấu thôi. Nhưng mà trước khi nấu thì Hà sẽ cắm điện cái đã. Các bạn lưu ý là dây điện này cũng hơi ngắn nên các bạn hãy để nồi cơm này gần với ổ cắm điện nha. Vì là Hà đang để cái nồi này lên đây để mà khoe với các bạn, cho nên là Hà phải gắn thêm một cái dây nối nữa. Rồi, sau khi mình nối điện xong thì mình gắn thêm một cái giá để gác muỗng xúc cơm vào đây nữa là được nè. Giờ thì Hà sẽ bắt tay vào nấu món cơm ngũ sắc ạ. Trời ơi, nghe thôi là thấy màu mè y như Hà rồi nha. Cái món này thì Hà đã vo sẵn gạo để trong nồi rồi. Và Hà chỉ lấy chừng cỡ 2 cốc gạo mà thôi. Tại vì lát nữa Hà còn phải cho thêm cả rau củ vô nữa. Và cái này thì khác với kiểu vo gạo truyền thống. Đó là Hà không có bỏ vô trong nồi xong mà Hà vo cọ sát. Nó sẽ khiến cho bị tróc đi cái lớp chống dính của nồi mà Hà đã vo sẵn ở ngoài thau. Sau đó đổ vô nồi là thôi. Bỏ gạo vào nồi, canh chỉnh lượng nước vừa phải và lưu ý là lau khô cái bề ngoài của lòng nồi để tránh bị rò rỉ điện nha. Thêm một cái lưu ý nữa là khi mà mình đặt cái lòng nồi này lên trên cái mâm nhiệt á thì nên dùng cả hai tay nha. Cái vụ này á Hà bị mẹ la hoài à, tại vì nếu mà mình dùng hai tay thì rơ le sẽ ít bị tổn hại hơn đó. Hà nấu cơm ngũ sắc nên sẽ chọn tính năng cơm bếp củi. Sau khi chọn rồi thì nhấn nút bắt đầu. Trong khi chờ đợi thì Hà sẽ sơ chế qua rau củ trước nha. Ở đây mình có sẵn là thịt đã trần sơ qua rồi, xong mình có cà rốt, bắp, nấm, đậu que. Mình sẽ cho mỗi thứ một ít trên cái tô này và trộn đều lên nha. Đầu tiên là thịt nè, tiếp theo là nấm nè, thêm một chút cà rốt cho nó ngon, đậm đà hương vị. Mình cũng cực kỳ thích ăn bắp luôn, béo béo thơm thơm nè. Rồi, không thể nào thiếu được đậu đúng không? Cho đậu vô luôn cho nó có màu xanh. Và cuối cùng thì các bạn lưu ý là có thêm một chút gia vị nữa cho đậm đà nha. Đây, thêm một chút hạt nêm nè. Rồi chỉ việc trộn đều thêm là xong. Rồi khi nào mà mình nghe thấy nồi cơm báo tín hiệu thì mình chỉ việc là trải đều cái lớp rau củ lên trên là được.
bật mí với các bạn một lý do mà khiến cho nhiều người phải thích và nhích ngay đến điện máy xanh để sở hữu em này nha. Đó là bởi vì nó có hai công nghệ siêu xịn sò luôn. Đầu tiên là công nghệ nấu cơm 2D. Với công nghệ này thì nhiệt sẽ được tỏa ra từ mâm nhiệt và xung quanh nồi, giúp cơm được chín đều. Và công nghệ thứ hai đó chính là Fuji Logic, bộ vi xử lý tự động giúp điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại gạo nè, lượng gạo và lượng nước cho vào nồi. Cho nên là cơm sẽ được nấu chín đều nè và thơm ngon hơn, bất kể là bạn cho nhiều nước hay ít nước. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, cái nước này cũng không được chênh lệch quá 20-30% đâu nha. Tại vì ví dụ nha, bây giờ mình cho một cốc gạo thôi mà mình vặn đầy nước vô nồi thì cơm thành cháo luôn, chứ làm gì có công nghệ nào cứu được ha. Rồi ha, bây giờ thì Hà đã nghe tiếng báo rồi đó. Giờ thì Hà chỉ cần trải đều nguyên liệu đã trộn lên trên lớp cơm, đậy nắp lại, thế là xong, quá dễ luôn đúng không? Thêm một thông tin nữa đây, đó là nồi này còn có chức năng hẹn giờ nấu nữa. Và thời gian hẹn giờ nấu cũng chính là thời gian mình nấu chín thức ăn luôn. Ví dụ nha, bây giờ mình muốn nấu cháo đi, thì thời gian nấu cháo ít nhất phải là 2 tiếng, thì mình phải hẹn giờ nấu nhiều hơn 2 tiếng. Còn nếu mà hẹn ít hơn thì là nó sẽ nấu ngay và luôn nha. Mà Hà thấy nha, chị em nào mà có con nhỏ rồi thì cực kỳ thích cái nồi này luôn. Bởi vì nồi còn có chức năng nấu cháo dinh dưỡng nữa nha. Mình chỉ việc bỏ nguyên liệu vào, xong mình canh liều lượng, mình chờ khoảng cỡ 2 tiếng đi, là nồi sẽ nấu ngay được một cái món cháo vừa thơm ngon vừa an toàn cho bé yêu rồi. Dạ, bây giờ thì cơm đã xong rồi mọi người ơi. Mình sẽ mở nồi ra nè và ăn thử cho mọi người xem sao nha. Trời ơi thơm quá, thơm mùi thịt nè, rồi gạo cũng thơm, mà thậm chí là bắp, rồi đậu, cà rốt, tất cả hòa vào một cái món cơm ngũ sắc ngon ơi là ngon luôn. Bạn nào mà thích ăn thêm nhiều gia vị thì có thể là cho thêm một chút xì dầu hay tương ớt cũng được nha. Rồi ăn thử nè. Ngon quá ngon mọi người. Hạt cơm á thì nó chín mềm nè, mà hả, đậu thì vừa chín tới, bắp thì thơm thơm, dẻo dẻo, cà rốt cũng ngon nữa, mà thịt cực kỳ là ngon luôn, không có bị mềm vữa mà còn dai dai nữa chứ. Thật sự là ngon, quá ngon mọi người ơi. Rồi như thường lệ, ăn xong phải rửa ha, con gái nướng mà đúng không? Mà cái nồi này mình vệ sinh kỹ thì là nó còn bảo vệ nồi được tốt hơn nữa, nên các bạn chú ý bước này nha. Và khi mình vệ sinh thì đầu tiên mình sẽ sử dụng khăn mềm, hoặc nhà bạn nào có bông mút mềm thì các bạn sử dụng để lau rửa cái lòng nồi để nó bảo vệ lớp chống dính nha. Và sử dụng vài lần thì Hà tổng vệ sinh cái nồi luôn. Nắp trên như vậy là gỡ ra nè, rửa sơ một cái, tháo luôn cái van hơi ra, theo các khớp đã có hướng dẫn trong sách để rửa luôn. Dùng khăn khô lau bề ngoài nồi và khe giữ nước, vậy là xong rồi. Với chiếc nồi cơm điện tử và khay hấp này đây thì mình có thể nấu được cả món hấp nữa. Chẳng hạn như là hấp bánh bao nè, hấp há cạo vào mỗi buổi sáng trước khi làm. Hay là bận quá thì có thể là hẹn giờ cho nồi tự hấp luôn cũng được. Rồi, với một chiếc nồi cơm mà nấu được nhiều món như thế, cộng thêm dung tích là 1,8 lít, phù hợp đối với những gia đình nào có từ 4 đến 6 thành viên, như nhà Hà chẳng hạn, rất là phù hợp luôn. Hoặc là nhà nào mình có bé nhỏ, muốn nấu món cháo dinh dưỡng thì quá là hợp lý đúng không nào? Còn các bạn thì sao? Các bạn nếu mà yêu thích sản phẩm này hay thắc mắc gì thì nhớ lại bình luận bên dưới các bạn nha. Còn bây giờ Hà đói lắm rồi, phải đi ăn ngay thôi. Bye bye!